Xin chào quý vị khán giả của Trần Phú Nail League Season 5 năm 2024. Chúng ta đang đến với trận thi đấu ở khung giờ 16:10 giữa hai đội bóng Khoa Quản trị Kinh doanh và các cầu thủ Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Ở Nail League Season 5 này thì đã quyết định là giảm số lượng cầu thủ trên sân xuống, mỗi đội chỉ có 6 người thôi. Và như vậy là trận đấu bắt đầu. Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Một pha đưa bóng sệt. Và điểm đến của trái bóng là Thành An. Kim Thành. Vẫn là Kim Thành. Chân trái. Không vào. Pha xử lý rất mạnh mẽ đến từ trung vệ của các cầu thủ Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Cú đá chân trái chéo góc và trái bóng cũng đã đi chạch cột dọc trong gang tấc. Tiếp tục lại thêm một cơ hội nữa. Phía trong là Tiến Đạt và Văn Hào. Tiến Đạt. Tình huống vụt chân trái nhưng bóng đã bị ngăn cản bởi một hậu vệ bên phía áo tím than. Đây là cơ hội phản công và không vào. Cú sửa lòng khá dễ để bắt bài đến từ Tuấn Nam. Một tình huống mà tôi nghĩ nếu như hợp lý hơn thì hoàn toàn có thể là một đường đưa ra cột 2. Tuấn Nam. Tuấn Nam là một cầu thủ múa khá dẻo. Ít nhất là hai lần trong trận đấu ngày hôm nay thì Tuấn Nam đã có những pha xử lý như vậy. Nhưng đó là con dao hai lưỡi. Vì khi mất bóng ở giữa sân thì hoàn toàn Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số có thể phải trả giá. Và lần này thì đó là một cái giá rất đắt với một pha mất bóng ở giữa sân. 1-0 cho các cầu thủ Khoa Quản trị Kinh doanh. Cả hai cầu thủ đá dưới của Công nghệ Thông tin và Kinh tế số đã quên mất vị trí đến từ cầu thủ của Quản trị Kinh doanh. Văn Hào. Văn Hào. Văn Hào. Quyết định xử lý ngay từ góc hẹp đến từ cầu thủ mang áo số 8 bên phía Quản trị Kinh doanh. Số họ sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với bộ trang phục màu tím than. Không được. Cơ hội dành cho Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Pha di chuyển băng cắt tương đối là hợp lý của Tuấn Nam. Anh loại bỏ được sự theo kèm của Đức Hòa. Trong hiệp 2 thì Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số họ đã thực hiện một sự thay đổi rồi. Tôi đã quan sát thấy một gương mặt mới của đội bóng áo tím than này. Tuấn Dương. Cơ hội. Dứt điểm. Tỷ số là 1-1 cho Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Chúng ta vừa nhắc đến cầu thủ vừa vào sân bên phía đội bóng này. Và anh thể hiện cái duyên ghi bàn của mình. Gà son của Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số mang tên Phạm Văn Văn. Cú đá về cột gần. Trong tình huống vừa rồi thì thủ môn Quang Đạt của Quản trị Kinh doanh có lẽ bắt bài với một cú đá về phía tay trái của anh. Nguy hiểm. Bóng vừa rồi cột dọc và sau đó là bàn thắng cho các cầu thủ Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. 2-1. 2-1 và đó là pha lập công của Tuấn Nam. Một pha bóng mà chúng ta cũng đã phải đứng hình mất 5 giây với tình huống dội cột dọc này. Và không phải Tuấn Nam. Người dứt điểm cuối cùng chính là cầu thủ xuất sắc nhất của vòng thi đấu thứ 3. Tuấn Dương. Quang Đạt. Cậu lên bóng cho Khoa Quản trị Kinh doanh. Khá hợp lý. Nguy hiểm. Bóng chạm vào cạnh lưới. Khá nguy hiểm. Bóng vừa chạm vào xà ngang cầu môn của thủ thành Nhật Thăng. Chính xác thì vừa rồi bóng chạm đúng điểm chạm giữa xà ngang và cầu dọc khung thành bên phía Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Đó là một đường chuyền rất hợp lý của Huy Hoàng. Cơ hội.
Huy Hoàng không vào. Trận đấu vẫn tiếp tục. Và đây chính là quãng thời gian để chúng ta theo dõi lại tình huống quay chậm trước đó. Có cảm giác như đây là một nhịp lỡ đà của Huy Hoàng, nhưng nó vô tình lại là một đường thả trôi tuyệt vời. Nguy hiểm. Như vậy là trái bóng đã đi vào lưới của quản trị kinh doanh. 3-1 cho Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Bóng từ từ lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng và bất lực của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Xuất phát từ chấm đá phạt góc. Bàn thắng có phần may mắn của Phạm Văn Văn. Không rõ là vừa rồi Văn Văn ghi bàn bằng gì. Bóng ở trong tay Quang Đạt. Kịp không? 4-3. Khá nhịp nhàng. Cơ hội. Chậm mất rồi. Và chậm như vậy thì rõ ràng là không thể có được điểm số trong ngày hôm nay. Chiến thắng cuối cùng thuộc về cao thủ Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Họ đã có một màn lội ngược dòng trước Khoa Quản trị Kinh doanh sau 50 phút thi đấu đầy căng thẳng. Như vậy là sau vòng 4 của Trần Phú Neolix Season 5 2024 thì Viện Công nghệ Thông tin và Kinh tế số, sau là trận ngày 11 tháng 5, họ đang tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua FPT Play với 10 điểm.